Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Ngày hôm nay trên tay tôi đây là chiếc Smart Controller từ DJI mới được ra mắt gần đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm một bài so sánh nhỏ để xem là chiếc Smart Controller này sẽ hơn gì so với chiếc điều khiển cơ bản mà đi theo bộ của Mavic 2, để xem là những khách hàng nào thì nên chọn chiếc Smart Controller và những khách hàng nào thì chỉ cần thiết đến những chiếc tay điều khiển cơ bản của Mavic 2 thôi nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta có thể điểm qua về việc ngoại hình. Như các bạn đã thấy ở đây thì sau khi tôi lắp chiếc điện thoại 7 Plus lên chiếc tay điều khiển cơ bản này thì ngoại hình của hai chiếc có vẻ là tương đương nhau. Nếu mà cầm trên tay thì cũng không có sự khác biệt rõ rệt. Tuy nhiên đối với chiếc Smart Controller này thì màn hình chúng ta đã được gắn kèm, vì vậy là cái thao tác tháo mở thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sẽ cắm điện thoại và dắt trên tay điều khiển cơ bản ở đây. Về các sản phẩm của DJI, chúng ta đã quá quen thuộc với cách bật tắt, đó là bấm một lần và lần thứ hai chúng ta giữ. Tuy nhiên đối với chiếc Smart Controller này thì DJI cung cấp cho chúng ta một cái cách bật dễ hơn, đó là chúng ta chỉ cần giữ nguồn ở đây thôi. Giữ nguồn khoảng tầm 3 giây là chiếc Smart Controller của chúng ta sẽ tự động được khởi động lên và chúng ta không cần phải nhấn giữ nữa. Với chiếc tay điều khiển này thì DJI cung cấp cho chúng ta một chiếc màn hình và bên trong này sẽ chạy hệ điều hành Android. Vì vậy chúng ta có thêm hai phím chức năng, đó là nút Return cũng như là nút Confirm, để giống như là một chiếc điện thoại Android thông thường. Chúng ta có thể bấm back lại hoặc là chúng ta có thể bấm xác nhận ngay trên chiếc tay điều khiển và nút cơ học ở đây. Nhìn chung là bất cứ nút nào trên tay điều khiển cơ bản của chiếc Mavic 2 thì trên chiếc Smart Controller này đều có. Chúng ta có như là hai cần joystick này, phím Return Home này, phím nguồn này, chuyển chế độ TPS này, Power này và phím 5D. Ở trên cạnh trên thì chúng ta cũng có một nút về gimbal lên xuống, chỉnh sáng hay là quay phim chụp ảnh, lấy nét, nửa co. Đó, thì cái này thì tôi không muốn nhắc lại thêm nữa, tại vì các bạn đã quá quen thuộc với lại những cái phím này trên chiếc tay cầm cơ bản của Mavic 2 rồi. Tuy nhiên, có câu tiền nào của đấy, DJI đã cho chúng ta những cái tùy chọn ở đây mà chưa bao giờ có trên những cái dòng consumer, ví dụ như là cổng HDMI này, cổng SD này, micro SD và đây là cổng USB. Ngoài ra, vì việc không gắn thêm chiếc điện thoại ở trên chiếc tay điều khiển này, vì vậy là DJI cũng trang bị cho chúng ta hệ thống rung cơ học ở ngay bên trong chiếc tay điều khiển này, giúp chúng ta bất kỳ khi flycam có một cái thông báo gì thì chiếc tay điều khiển này sẽ rung lên để cho chúng ta nhận biết được là có thông báo ở trên màn hình. Một điểm nâng cấp khá là mới nữa từ DJI, đó là bây giờ thì DJI đã cho chúng ta một cổng Type-C ở dưới này, vừa để sạc, vừa để chuyển dữ liệu và vừa để update firmware cho chiếc tay điều khiển Smart Controller này. Chúng ta hãy cùng nói qua về chiếc màn hình trên chiếc Smart Controller này. Chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước rất là lớn và độ sáng cao. Như DJI công bố thì độ sáng ở trên chiếc màn hình này lên đến 1000 nit, chứng tỏ là khi mà chúng ta mang chiếc tay điều khiển này ra ngoài trời, kể cả trời nắng gắt, thì chiếc màn hình này vẫn hoạt động rất là tốt. So với chiếc điện thoại ở trên chiếc tay điều khiển thông thường này thì độ sáng đâu đó của những chiếc điện thoại thông minh bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng tầm 400 đến 500 nit thôi. Vì vậy là nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu mà khi mà người ra ngoài trời nắng như ở bãi biển hạn, thì chiếc màn hình của Mavic 2 Smart Controller này hoạt động ổn định hơn rất là nhiều. Ngoài ra, một điều mà tôi nghĩ chiếc tay cầm DJI Smart Controller này hoạt động sẽ hiệu quả hơn chiếc điện thoại nếu mà gắn trên chiếc tay cầm bình thường. Kể cả bạn có sử dụng những chiếc điện thoại cao cấp như là từ đời iPhone X trở lên ấy, thì nó cũng sẽ có một hiện tượng là khi bạn dùng lâu nó sẽ nóng lên và nó bắt đầu là nó hoạt động, cái chip nó sẽ giảm xung nhịp xuống. Vì vậy là cái hình ảnh chuyển về hay là những cái thao tác của chúng ta sẽ có hiện tượng giật lag. Tuy nhiên, ở trên chiếc Smart Controller này thì DJI chúng ta đã tích hợp một cái khe tản nhiệt ở đây. Cái khe này sau khi mà chúng ta bật lên ấy, khi mà cái nhiệt độ bên trong này nó đạt đến cái ngưỡng gọi là nóng, thì cái quạt tản nhiệt ở đây nó sẽ quay và nó thổi cái luồng hơi nóng ra ngoài. Vì vậy là chiếc Smart Controller này của chúng ta sẽ hoạt động bền bỉ và không có cái hiện tượng giật lag.
Ngoài ra, cái việc gắn kèm chiếc màn hình ở trên chiếc tay điều khiển này thì giúp cho cái tay điều khiển này nó hoạt động một cách đồng bộ hơn. Trên chiếc màn hình này thì như tôi đã nói là nó đã cài sẵn hệ thống Android rồi. Vì vậy là chúng ta có thể cài cài vào đây DJI Go 4 này, hay là những cái phần mềm để xem vùng bay, cấm bay các thứ, và những cái phần mềm mà DJI họ sẽ cung cấp sau này để cho cái việc hỗ trợ tính năng bay trên chiếc Mavic 2 được tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà tôi nghĩ là đắt giá nhất trên chiếc tay cầm Smart Controller này. 10 triệu hai cái tay điều khiển này chênh lệch nhau tầm đấy thì chúng ta có thể mua được một chiếc điện thoại để gắn vào đây, gắn vào chiếc tay cầm bình thường này, và nó cũng sử dụng được. Nhưng cái cổng HDMI, cổng SD như cổng USB thì chỉ có trên chiếc Smart Controller này có. Và tôi nghĩ đây là cái điểm mà đáng giá nhất trên chiếc tay cầm thông minh này. Thứ nhất, chúng ta có thể đi đến cái phần cổng HDMI trước nhé. Cổng HDMI ở đây thì là cổng chuẩn HDMI kích thước lớn, và nó sẽ hỗ trợ xuất ra màn hình bình thường lên đến 4K, chất lượng 4K. Có nghĩa là khi các bạn sử dụng chiếc flycam bay trời này và sử dụng chiếc tay điều khiển này thì sóng OcuSign 2 của chiếc Mavic 2 truyền về tay điều khiển nó sẽ có hình ảnh là Full HD. Lúc đấy các bạn sử dụng chiếc cổng HDMI này xuất ra màn hình thì nó sẽ là Full HD. Tuy nhiên, đối với những cái tập tin, hình ảnh hoặc là video có sẵn ở trong này mà có kích thước 4K chẳng hạn, thì khi các bạn out ra ngoài màn hình thì nó sẽ hỗ trợ lên đến cho các bạn là 4K. Vì vậy là cái chức năng HDMI này rất là hữu ích cho cái việc là xuất ra bản trộn, hay là những bạn mà muốn trình chiếu hình ảnh từ chiếc flycam này sau khi mà đã bay ở những cái điểm khác nhau và muốn trình chiếu lên chiếc màn hình cỡ lớn ở nhà hoặc là ở những nơi các bạn đi du lịch, rất là hữu ích. Về hai cổng lưu trữ ở đây, chúng ta có một cổng micro USB và một cổng USB bình thường. Hai cổng này thì đều hỗ trợ cho chúng ta, mỗi bên là hỗ trợ lên đến là 128GB. Vì vậy là tôi nghĩ là cho chúng ta lưu trữ một cách hết sức là rộng. Và vì sao DJI lại cho chúng ta cổng USB ở đây? Thì đó là việc chúng ta sẽ có thể cắm một thiết bị ngoại vi có chứa clip hoặc là ảnh vào ngay tay điều khiển và phát ra trên TV. Như lúc đấy là chúng ta sẽ biến chiếc tay điều khiển Smart Controller này thành một cái trạm trung chuyển, một cái đầu phát, chứ không chỉ là để sử dụng chiếc Mavic 2 này, mà chúng ta có thể xem phim này, chúng ta có thể phát phim này lên những cái thiết bị trình chiếu khác như là TV, các thứ. Ngoài ra, như tôi đã nói, với cổng HDMI này thì khi mà out hình ảnh ra ngoài thì có thể hỗ trợ lên đến là 4K. Và cái hình ảnh mà live stream trực tiếp từ chiếc Mavic 2 này truyền xuống và live lên màn hình thì lúc đấy nó sẽ là hình ảnh sạch. Có nghĩa là tất cả những thông số trên màn hình như kiểu là thời gian bay còn lại, hay là bản đồ, hay là độ cao, độ xa, nó sẽ không hiển thị trên màn hình khi mà các bạn chỉnh chiếu, nó chỉ hiển thị trên cái tay điều khiển này thôi. Và khi mà out như thế ra thì hình ảnh đấy là hình ảnh sạch, nghĩa là không có bất kỳ một cái thông số hay là bất kỳ một cái thông báo gì trong cái lúc mà các bạn livestream ra ngoài. Nói qua một chút về thời lượng pin thì chiếc tay điều khiển này chúng ta có một viên pin 5000 mAh, nó lớn hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 7 Plus của tôi đang có ở đây. Vì vậy là cái việc mà lo về hết pin thì chúng ta không cần phải lo vấn đề đấy nữa nếu mà sử dụng chiếc Smart Controller này. Vậy tổng kết lại thì những khách hàng nào nên chọn chiếc Mavic 2 Smart Controller, và những khách hàng nào chỉ cần sử dụng chiếc tay cầm cơ bản của Mavic 2 ở đây, với ý kiến chủ quan của tôi nhé, thì những người nên chọn chiếc tay cầm Mavic 2 Smart Controller là những người có điện thoại nhưng mà cái cấu hình điện thoại thì nó không đủ cao để đáp ứng với chiếc Mavic 2. Vì là chiếc Mavic 2 này sử dụng ở sóng OcuSign 2, nó sẽ truyền tín hiệu 1080 về Full HD ấy, nó sẽ truyền về tay điều khiển, và khi mà điện thoại xử lý hình ảnh đấy thì cần một cái cấu hình nó cũng phải tương đối một chút. Vì vậy là những cái điện thoại mà đời thấp cấp thì nó sẽ không thể hỗ trợ hoàn toàn 100% và nó hiệu quả cho cái việc sử dụng Mavic 2 được. Vậy là chúng ta nên có một chiếc tay điều khiển mà hỗ trợ hoàn toàn cho chiếc Mavic 2 của mình. Tiếp theo là những người làm dịch vụ cần một chiếc flycam để hỗ trợ xuất ra bản trộn để trình chiếu
Như chúng ta đã biết là có trên thị trường hiện nay thì trước đây DJI đã cho ra đời chiếc Phantom 4 Pro Plus là có cổng HDMI, nhưng hiện tại thì DJI đã ngừng sản xuất chiếc Leica này rồi. Vậy là đây hiện tại là một cái giải pháp giá rất là rẻ, rẻ hơn nhiều so với những cái dòng cao cấp của DJI mà lại có cổng HDMI để out ra ngoài màn hình. Tiếp theo là những người đi du lịch và ưa thích sự gọn nhẹ. Như các bạn thấy đây thì chiếc tay cầm Smart Controller này đã thiết kế nguyên khối rồi, chúng ta không phải làm gì khác ngoài việc bật lên và sử dụng. Tuy nhiên là với chiếc tay cầm bình thường cơ bản này thì chúng ta sẽ phải có những cái bước như là mở hai cái gá này ra này, cho điện thoại vào này, gắn dây này, các thứ. Thì cái quá trình này khá là mất thời gian và có nhiều lúc nó sẽ làm các bạn bỏ lỡ những cái khoảnh khắc rất là đẹp. Một phân khúc khách hàng khác mà chiếc Mavic 2 Smart Controller này hướng tới đó là những người mà chụp ảnh hay ra nắng. Như các bạn đã thấy là chiếc tay cầm Smart Controller này nó có độ sáng cao hơn rất là nhiều, sáng gấp đôi so với chiếc tay cầm bình thường này mà khi gắn điện thoại. Vì vậy là khi mà ra nắng thì hình ảnh thu được từ chiếc Mavic 2 Smart Controller này sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều so với chiếc tay cầm bình thường. Vậy còn lại thì những khách hàng nào thì chỉ nên sử dụng chiếc tay cầm cơ bản của Mavic 2? Đó là những người mà muốn bỏ ra chi phí thấp hơn. Chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản khá khá để nâng cấp cái điện thoại của mình lên. Ngoài ra thì những khách hàng mà không sử dụng những chức năng như là HDMI hay là lưu trữ trực tiếp trên tay điều khiển này thì cũng chỉ nên sử dụng chiếc tay cầm cơ bản thôi và không cần phải nâng cấp lên một cái bảng cao hơn như này là gì cả. Và đây là một bài so sánh nhỏ nhỏ để các bạn lựa chọn phân vân giữa hai chiếc tay điều khiển này, lựa chọn bản nào để mua cho phù hợp với lại nhu cầu của mình. Có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể đặt ra bên dưới và thảo luận xem là trong bài đánh giá này thì còn thiếu sót những cái gì để chúng ta cùng bổ sung cho nhau nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của Tokyo Camera. Mình là Linh, xin chào.